Duyên Phật đất Trung Hoa, khởi nguồn Phật giáo Trung Hoa. Thế kỷ thứ 6, thứ 7 công nguyên, lịch sử mở ra thời đại huy hoàng của Phật giáo Trung Quốc. Đây là thời đại Hoàng Kim, Phật giáo Hán truyền bắt đầu thành lập tông phái và tiến hành dung hòa sâu sắc với văn hóa bản địa, đã làm thay đổi diện mạo văn hóa nghệ thuật của xứ này. Thiên Thai Tông là tông phái được thành lập sớm nhất của Phật giáo Hán truyền. Người sáng lập là Đại sư Trí Khải, sống ở núi Thiên Thai, tỉnh Chiết Giang, nên ông đã lấy tên núi đặt tên cho tông phái. Vị đại sư này được tôn xưng là Đông Độ Thích Ca. Tương truyền, lúc Ngài 7 tuổi đã thuộc phẩm phổ môn trong Kinh Pháp Hoa. Ngài nỗ lực cả đời làm cho Phật giáo được Trung Quốc hóa. Chủ trương giáo quán tổng trì, giải hạnh đồng tiến, chỉ quán cùng tu. Trước tác Maha chỉ quán vĩ đại của Ngài, nó đã trở thành tác phẩm kinh điển quan trọng trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Chùa Quốc Thanh ở núi Thiên Thai, tỉnh Chiết Giang, khánh thành năm 598, sau khi Ngài Trí Khải viên tịch 2 năm. Ngôi chùa trở thành tổ đình quan trọng nhất của Tông Thiên Thai. Tôn sư của Tam Luận Tông là Ngài Cưu La Ma Thập. Tông này chủ yếu nghiên cứu tu học theo Trung Luận, Thập Nhị Môn Luận của Long Thọ và Bách Luận của Đề Bà. Người có thành tựu to lớn trong tông phái này là Cao Tăng Kiết Tạng họ An đời Tùy, hậu duệ của người nước An Tức ở Tây Vực. Hiện tại chùa Thê Hà ở Nam Kinh là tổ đình của tông này. Ngài Pháp Tạng là người sáng lập Hoa Nghiêm Tông vào năm 643 ở Trường An, nay là Tây An. Tông Hoa Nghiêm lấy Kinh Hoa Nghiêm làm kinh điển chính, chủ yếu phát huy tư tưởng Pháp giới duyên khởi. Tông Duy Thức chủ yếu phát huy tư tưởng Vạn Pháp Duy Thức và Tam Giới Duy Tâm. Tông phái này sau khi tổ sư Huyền Trang viên tịch thì sự truyền thừa không mấy dài lâu, nhưng kinh điển của tông này thì lại được lịch đại cao tăng đại đức nghiên cứu tu học. Trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni viên tịch, Ngài dạy đệ tử phải lấy giới làm thầy. Luật sư Đạo Tuyên thời Đường sáng lập Luật Tông, tiêu biểu cho Phật hành, chú trọng nghiên cứu tu tập, truyền trao giới luật. Hòa thượng Giám Chân đời Đường đem Luật Tông truyền vào Nhật Bản. Đến nay đã trở thành nét đặc trưng cho sự giao lưu văn hóa Trung Nhật. Đến thời cận đại, nổi tiếng tu trì luật tông là luật sư Hoàng Nhất Lý Thục Đồng. Xưng danh niệm Phật vãng sinh Tây phương tịnh độ của Phật A-di-đà cho đến hôm nay đã trở thành phương pháp tu tập quen thuộc của 10 phương đệ tử Phật giáo Hán truyền. Tông phái này lấy kinh A-di-đà làm chính, cho rằng chỉ cần tụng niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà thì có hy vọng vãng sinh thế giới Tây phương cực lạc. Đây là phương pháp tu tập đơn giản, dễ thực hiện nhất. Ngài Huệ Viễn sống ở Lô Sơn vào thế kỷ thứ tư, được cho là sơ tổ của tông phái này. Vài trăm năm sau, niệm Phật đã trở thành trào lưu chính tại Trung Quốc. Đại thi nhân Bạch Cư Dị đời Đường khi tuổi về chiều đã viết một câu thơ: khi đi cũng A-di-đà, lúc ngồi cũng A-di-đà. Thời Tống về sau, xưng danh niệm Phật đã lưu truyền rộng khắp. Đến thời cận đại, Pháp Sư Ấn Quang tu trì tông tịnh độ được mọi người tôn kính nhất. Trong tất cả các tông phái của Phật giáo, Thiền Tông hấp dẫn sự chú ý của mọi người nhất, cũng là một trong những nét đặc sắc nhất của Phật giáo Trung Quốc. Tông phái này cụ thể hóa ý nghĩa giải thoát trong kinh điển, vừa phản đối cách đọc kinh khô khan, lại phản đối cách ngồi thiền mơ hồ. Họ chủ trương không lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Đây là một cuộc cách mạng lớn trong lịch sử tư tưởng Phật giáo Trung Hoa. Tương truyền, tâm pháp Thiền Tông do Bồ Đề Đạt Ma, người Tây Thiên, vượt qua Ấn Độ Dương và Nam Hải mang về đến Trung Quốc. Vì sơ tổ Đông Độ Thiền Tông khi mới đến truyền giáo không mấy thuận lợi, nên 9 năm Ngài ngồi đối diện vách đá ở Ngũ Nhũ Phong, ngoài chùa Thiếu Lâm. Đến khi lục tổ Huệ Năng Hoàng Pháp thì Thiền Tông mới phát triển huy hoàng. Theo truyền thuyết, Ngài là người Quảng Đông không biết chữ. Cho đến hôm nay, nhục thân của Ngài vẫn còn cung phụng ở nơi đây. Pháp ngữ của Ngài về sau được biên tập thành đàn kinh, trở thành kinh điển quan trọng nhất của Thiền Tông. Sự lưu hành của Thiền Tông hình thành nên nét đặc biệt của Tòng Lâm Thanh Quy. Thế kỷ thứ 8, căn cứ vào tinh thần giới luật của Ấn Độ, họ đã mạnh mẽ làm cuộc đại cải cách, làm nông nghiệp kết hợp với tu thiền. Mã Tổ tạo Tòng Lâm, Bách Trượng lập Thanh Quy. Một ngày không làm, một ngày không ăn, hình thành nên thể chế quản lý tự viện thích hợp với xã hội nông nghiệp thời bấy giờ. Phật giáo Hán truyền vào đời Tùy Đường hình thành 8 tông phái, về sau khái quát thành Thiền, Giáo, Luật, Tịnh, Mật. 4 tông phái Thiên Thai, Tam Luận, Hoa Nghiêm, Duy Thức được gọi chung là giáo, chính là lời dạy của Đức Phật. Cao Tăng Vân Thê Châu Hoàng đem thiền, tịnh, giáo giới dung hợp một thể. Tư tưởng này đã làm nền tảng tổng thể cho Phật giáo từ thời Minh Thanh đến nay. Đầu thế kỷ thứ 8, những năm niên hiệu Khai Nguyên, Đường Huyền Tông và 3 cao tăng Ấn Độ, Khai Nguyên 3 vị đại sĩ, Thiện Vô Úy, Kim Cang Trí và Bất Hâm đến Trường An, phiên dịch truyền bá kinh điển chính của Mật giáo Ấn Độ, sáng lập Mật Tông ở đất Hán, hay gọi là Đường Mật. Nhưng sau đó không lâu, tông này bị ảnh hưởng của sự kiện diệt Phật Đường Võ Tông làm suy yếu. Mọi người đều biết địa cung ở chùa Pháp Môn. Ở địa cung này, căn cứ vào nghi quỹ Đường Mật mà bố trí đàn tràng mạng trà la, cung phụng xá lợi, ngón tay Phật. Hôm nay chúng ta hân hạnh được vượt qua thời gian, qua không gian của ngàn năm trước, hy hữu cảm nhận được sự hưng thịnh của Đường Mật khi ấy. Trong tất cả các tông phái thì Mật Tông có nét khác biệt với các tông phái còn lại. Các tông khác gọi là hiền tông, còn tông này chú trọng thầy và trò, mật truyền, không có công khai ra ngoài. Vào đời Đường, Hòa Thượng Không Hải truyền vào Nhật Bản, hình thành Đông Mật hoặc Trơn Ngôn Tông. Sự truyền thừa vẫn liên tục cho đến ngày hôm nay. Đường Mật ở đất Hán tuy lịch sử xuất hiện sớm, nhưng khi Mật Tông Phật giáo Ấn Độ truyền đến đất Tây Tạng thì nhận được sự sùng tín của người dân. Ngày nay, Tạng Mật vẫn hưng thịnh. Đại sư Liên Hoa Sinh, người Tây Tạng gọi là Cô Lỗ Nhân Ba Thiết, có nghĩa là thượng sư tôn quý. Năm 755, Xích Tùng Đức Tán tín phụng Phật giáo, vì muốn hoàng dương Phật Pháp ở Tây Tạng, nên đặc phái sứ giả cung thỉnh Đại sư Liên Hoa Sinh đến nơi đây. Bên bờ sông Nhã Lỗ Tạng Bố, họ diện kiến với nhau. Theo truyền thuyết, Đại sư khi làm lễ thì các ngón tay đột nhiên xuất hiện ngọn lửa trí tệ sáng rực. Mọi người thấy thế vội vàng đảnh lễ sát đất. Đại sư sử dụng thần thông cao siêu nhiếp phục người Tạng và xây dựng tự viện trao truyền Phật Pháp, làm cho Phật giáo nơi đây đâm chồi nảy lộc. Như vậy, Đại sư đã trở thành người sáng lập Tạng Mật và được người Tây Tạng xem là Đức Phật thứ hai. Cũng giống như Phật giáo Hán truyền, Phật giáo Tạng truyền cũng có 4 tông phái lớn. Giáo pháp do Đại sư Liên Hoa Sinh trao truyền đời sau gọi là phái Ninh Mã, có nghĩa là cổ xưa. Phái này có sự dung hợp với bổn giáo truyền thống của Tây Tạng. Vào thế kỷ thứ 17, Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 hỗ trợ phái này phát triển, và nó có ảnh hưởng rất lớn ở Thanh Hải, Tứ Xuyên, Vân Nam. Cho đến bây giờ, đến ngày 10 tháng 5 lịch Tây Tạng hàng năm, các Lạt Ma tại tổ đình Tăng Gia của phái Ninh Mã múa vũ điệu Kim Cang, tượng trưng cho 8 hóa thân của Đại sư Liên Hoa Sinh. Năm 1703, thầy Cống Tức Kiệt Bố đến vùng Hậu Tạng xây dựng chùa Tát Ca, sáng lập phái Tát Ca. Hiện nay chùa Đại Chiêu cung phụng 5 vị tổ sư của phái Tát Ca. Tổ sư bên phải ngoài cùng là vị Bát Tư Ba. Sau khi kế thừa tổ sư Tát Ca Ban Chí Đạt, ngài được vua Nguyên Hốt Tất Liệt phong làm quốc sư, phụ trách Phật giáo cả nước và khu vực Tây Tạng, kết thúc cục diện hỗn loạn gần 400 năm của Tây Tạng. Từ đó, nơi đây chính thức thuộc về sự quản lý của chính phủ trung ương. Phái Cát Cử do Mão Nhĩ Ba sáng lập vào giữa thế kỷ 11. Cát Cử có nghĩa là truyền thừa lời Phật dạy. Họ đặc biệt chú trọng truyền miệng giữa thầy và trò. Đây là giáo phái thực hiện chế độ Phật sống của Phật giáo Tạng truyền. Vị Phật sống đầu tiên là Cát Mã Ba, có nghĩa là người thực hành sự nghiệp của Đức Phật. Hoàng đế Vĩnh Lạc nhà Minh sắc phong là Đại Bảo Pháp Vương, truyền thừa liên tục cho đến ngày nay. Những năm 70 của thế kỷ 14, một người thanh niên trên đường đi đến Tây Tạng, đó chính là Đại sư Tông Khách Ba, sáng lập phái Cách Lỗ. Ngài sinh năm 1357 tại huyện Hoàng Trung, Thanh Hải. 8 tuổi xuất gia, 17 tuổi đến Tây Tạng cầu Pháp. Trải qua quá trình tu học gian khổ, Ngài thông đạt giáo nghĩa của các tông hiển mật. Ngài đối diện với sự chia rẽ tông phái, giới luật lại xem nhẹ, nên chỉnh lý một bộ sách tu tập có thứ tự trước hiển sau mật. Nghiêm khắc yêu cầu tăng nhân tuân thủ giới luật, nghiên cứu uyên thâm, văn tư tu chứng, khởi xướng con đường tu hành giác ngộ tiệm tiến. Ngài tổng hợp giáo nghĩa của các tông phái, soạn thành cuốn sách Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Quảng Luận đã trở nên bất hủ trong lịch sử Phật giáo. Năm 1642, phái Cách Lỗ được sự hỗ trợ của quý tộc Mông Cổ và nhà Thanh lấy được vị trí thống trị của Tây Tạng. Vì thế, trở thành tông phái có quyền lực và tín đồ lớn nhất nơi đây. Nơi đây là điện thờ tổ sư Tôn Khách Ba ở chùa Đại Chiêu. Sau khi tổ sư viên tịch, có hai người đệ tử truyền thừa sự nghiệp của Ngài. Một là Căn Đôn Châu Ba, về sau được nhận định là Đạt Lai Lạt Ma thứ nhất, tương truyền là hóa thân của Bồ Tát Quán Âm. Người thứ hai là Khắc Châu Kiệt, về sau được nhận định là Ban Thiền thứ nhất, tương truyền là hóa thân của Phật Di Đà. Đầu đời Thanh thuận trị năm thứ 10, tức năm 1653, Đạt Lai, đời thứ 5, từ xa đến Bắc Kinh, triều kiến hoàng đế thuận trị, nhận sắc phong là Đạt Lai Lạt Ma, từ đó xác lập địa vị lãnh tụ Phật giáo Tạng truyền của Ngài. Khang Hy năm thứ 52, tức năm 1713, Chính phủ Trung ương sắc phong Ban Thiền đời thứ 5 là Ban Thiền Ngạch Nhĩ Đức Ni. Từ đó, Đạt Lai và Ban Thiền chuyển thế do chính phủ sắc phong và tồn tại đến nay. Càn Long năm thứ 57, tức năm 1792, nhà vua soạn ra Lạt Ma Thuyết, quy định rõ ràng phương thức nhận định linh đồng Phật sống chuyển thế bằng bình vàng và rút thăm. Và phê chuẩn đặc chế hai bình vàng, một gửi đến Tây Tạng, cung phụng trong chùa Đại Chiêu, dùng để xác định các vị đại Phật sống ở Tây Tạng như Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền vân vân. Một chiếc ở Bắc Kinh, cung phụng tại cung Ung Hòa để xác định các vị đại Phật sống ở Mông Cổ, Thanh Hải và Cam Túc. Ngày nay, Phật giáo Tạng truyền không chỉ lưu hành ở dân tộc Tạng Mông Cổ và Hán, mà còn lưu hành ở dân tộc Mãn, Thổ Gia, Dụ Cố, Nạp Tây, Tích Bá, Đạt Nhĩ Oát, vân vân. Phật giáo thượng tọa bộ khoảng đầu thế kỷ thứ 7 truyền vào vùng đất Vân Nam. Từ thế kỷ 12 về sau, dần dần hưng thịnh. Do được truyền từ con đường phương Nam vào Trung Quốc nên gọi là Phật giáo Nam truyền. Nhà Minh năm thứ 3 niên hiệu Long Khánh, tức năm 1569, công chúa Myanmar được gả đến Vân Nam, mang theo của hồi môn là Tam Tạng Pali và các loại tượng Phật của Myanmar. Từ đó về sau, các nơi Cảnh Hồng, Đức Hoành, vân vân xây dựng một số ngôi chùa mang phong cách đặc thù Myanmar. Từ đây, Phật giáo thượng tọa bộ ở Vân Nam đi vào thời kỳ vàng son. Hiện nay ở tỉnh Vân Nam, ngoài dân tộc Thái còn có các dân tộc Băng Long, Bố Lãng, Ngoã tộc, A Sương cũng thuộc tín ngưỡng Phật giáo thượng tọa bộ. Sự tương hỗ dung hòa giữa Phật giáo và văn hóa Trung Quốc đã lưu lại trên đất nước rộng lớn này dấu ấn sâu sắc, rất nhiều hình thức nghệ thuật mới mẻ ra đời. Động đá Khắc Tư Nhĩ ở Khố Sa Tân Cương được tạc khoảng thế kỷ thứ 3. Động đá núi Mạch Tích ở Thuyên Thủy Cam Túc bắt đầu tạc vào thời hậu Tần Thập Lục Quốc, là động đá bảo tồn nguyên vẹn phong cách tạc tượng thời Bắc Triều. Động đá Vân Cương ở Đại Đồng Sơn Tây chứ danh với khí thế hùng vĩ. Động đá Long Môn ở Lạc Dương, Hà Nam với nét đẹp thanh tú đặc sắc. Động Mạc Cao Đôn Hoàng là tổng hợp nghệ thuật điện đường từ kiến trúc, bích họa và tạc tượng với quy mô to lớn có 102. Ngàn năm con đường giác ngộ này đã làm cho Phật giáo Trung Hoa hoàn toàn dung hòa với xã hội. Các loại tập tục, lễ Tết, tục ngữ, phương ngôn đều đã thấm nhuần ảnh hưởng của Phật giáo. Và không chỉ như thế, mà thi ca, thư pháp, hội họa cho đến âm nhạc trà đạo của nơi đây tràn đầy sức sống, phong thái ôn hòa. Ngày nay, ở Trung Quốc, từ đồng bằng cho đến miền núi, từ nông thôn cho đến thành thị, có hơn 10.000 ngôi chùa lớn nhỏ với hơn 200.000 tăng ni và số lượng tín đồ Phật giáo nhiều không kể xiết. Phật giáo đã trở thành bộ phận không thể tách rời trong văn hóa xã hội Trung Hoa. Đây là kết quả lịch sử của sự giao lưu văn hóa sâu đậm giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Thành công này cũng chính là mô phạm điển hình cho sự đối thoại của nền văn minh thế giới. Phật giáo Trung Quốc trong lịch sử đã truyền đến các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam, trở thành sợi dây vàng liên kết giao lưu văn hóa giữa các nước. Trên lịch sử văn minh thế giới, các nước này thuộc vùng văn hóa Nho gia, nhưng Phật giáo đã xúc tiến hình thành nên vùng văn hóa nơi này. Trung Hoa đã trở thành quê hương thứ hai của Phật giáo. Ba hệ ngôn ngữ lớn, Hán, Tạng và Pali cùng tồn tại hài hòa trên đất ấy. Vượt qua khoảng cách giữa truyền thống và hiện đại, trải qua hơn 2.000 năm, truyền thừa trí tuệ và từ bi, cùng nhau hoằng dương một ý tưởng, thế giới an bình, chúng duyên hòa hợp. No.